Tiếp tục thông tin về vụ việc nữ sinh lớp 9 bị một nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học, khiến dư luận phẫn nộ trong 2 ngày qua. Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Vào sáng nay 31 tháng 3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên. Và trong khi chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng và hình thức kỷ luật đối với ban giám hiệu trường Phù Ủng và giáo viên chủ nhiệm, thì nữ sinh bị đánh hội đồng vẫn đang được chăm sóc điều trị tại Bệnh viện Thần kinh Hưng Yên trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi và luôn giật mình. Bác sĩ Nguyễn Văn Tình, Giám đốc Bệnh viện Thần kinh Hưng Yên cho biết, nữ sinh nhập viện với chẩn đoán ban đầu là phản ứng stress cấp, có sang chấn về mặt tâm lý tinh thần. Thứ hai tuần tới thì chúng tôi sẽ làm tiếp tục sẽ cho cháu làm các cái test về tâm lý. Thế và sau đó thì chúng tôi sau cái điều trị giai đoạn cấp thì sẽ có bác sĩ tâm lý trị liệu cho cháu. Hiện tại tình hình sức khỏe của nữ sinh này đang có tiến triển, chủ yếu điều trị bằng thuốc uống, thuốc bổ não và các loại vitamin nhóm B. Dù vậy bệnh nhân vẫn còn rất sợ hãi. Em vẫn còn sợ đi học. Tại vì cứ đi vào cái lớp đấy, em nhìn lên bục giảng hay là nghe bọn nó chế giễu phát là em sợ em không đi học luôn. Hoảng loạn, em tưởng như là không muốn đi học nữa. Nhìn thấy các bạn, nhìn thấy góc lớp và em thấy sợ, em không còn cái cảm giác là mình muốn đi học hay là gì đấy. Cháu bây giờ nó vẫn trong tình trạng nó vẫn sợ, không dám gặp ai cái. Cháu ai những người ngoài hỏi cái thì cháu vẫn chỉ gọi nói ấp úng cái, cháu không nói ra được những kiểu gọi những câu cho nó gọi là đàng hoàng cả. Từ trước đến nay cháu vẫn nói ăn nói cái giỏi lắm mà cháu ngoan hiền hành như cái không ai gì cả, mới bây giờ lại để cháu tôi như thế này khổ suốt cả cuộc đời này chứ không phải là đến tận vài hôm là hết được cả. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên sáng nay 31 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đề nghị xem xét quy trình xử lý, cách chức toàn bộ ban giám hiệu, chi ủy, kỷ luật hội đồng sư phạm, cô giáo chủ nhiệm trường trung học cơ sở Phù Ủng có liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phù Ủng thì khẳng định ông và giáo viên chủ nhiệm đã làm hết trách nhiệm, không có gì sai sót. Việc ông chỉ đạo nhân viên nhà trường xóa clip để làm dịu tình hình tránh gây thiệt thòi cho nữ sinh, chứ không phải là che giấu. Qua vụ việc này, ông cũng nhận thấy rằng kỹ năng sống của em Y là quá yếu, bị đánh nhiều lần nhưng không dám nói với thầy cô và gia đình. Nếu không mạnh dạn tự tin hơn thì sau này ra đời sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó thì gia đình nữ sinh thì cho rằng nhà trường che giấu thông tin, không nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc này.